Của chân nhân chương 3111, Thiên Đình Phương Lược Không hề nghi ngờ, phần lớn liên quân lưỡng thiên đều là dị tộc, là địch của thiên đình ta, nhất định phải diệt trừ. Ở phương diện này, khí hải lão tổ đúng là vẫn rất có đảm đương. Hiện tại ngô soái đang dằn co với khí hải lão tổ, cũng là dị tộc dằn co với nhân tộc. Nhưng trên thực tế, mấu chốt không phải là thắng bại giữa bọn họ mà là một người ngoài cuộc, phương nguyên. Không sai, Mặc kệ Ngô Soái hay là Khí Hải lão tổ, đều có liên quan đến Phương Nguyên. Ngô Soái tuyên bố y chỉ hợp tác với Phương Nguyên. Chính Phương Nguyên là người giúp y trùng sinh trở về, y quyết chí thề phải lớn mạnh Long Nhân tộc. Còn Khí Hải lão tổ đã từng có ước định với Phương Nguyên, đã từng làm khó Thiên Đình ta, chỉ là về sau được Long Công đại nhân sử dụng nửa phần chân truyền khí đạo mới thay đổi thái độ. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Khí Hải lão tổ rốt cuộc cũng không xuất hiện có thể thấy được hành động của Long Công Đại Nhân là hoàn toàn chính xác. Ta lại có cái nhìn khác. Khí hải lão tổ chưa chắc không phải phương nguyên ngụy trang. Trước đó, chúng ta không hề liên tưởng đến khả năng này, bởi vì chúng ta vẫn cho rằng phương nguyên chỉ có tu vi thất chuyển. Bây giờ chúng ta đã biết bí mật tiên thể trí tôn, phương nguyên rất có thể lúc đó đã có tu vi bác chuyển, về sau ngụy trang thành khí hải lão tổ. Đừng quên, trong cuộc đại chiến số mệnh, phương nguyên phá hư khí tường chính là sử dụng thủ đoạn khí đạo thủ đoạn khí đạo của hắn là vô lượng khí hải là sát chiêu chiêu bài của khí tướng trong ngũ tướng nam cương còn thủ đoạn của khí hải lão tổ trong cuộc chiến với long công lại khác biệt rất lớn với vô lượng khí hải nếu hai người là cùng một người khả năng này không lớn nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này được nếu nói ta thấy ngô soái hiềm nghi còn lớn hơn so với khí hải lão tổ có lẽ y không phải phương nguyên ngụy trang nhưng cũng có thể là phân thân của phương nguyên dù sao phương nguyên trở thành tông chủ ảnh tông tất nhiên sẽ kế thừa một phần nội tình của chân truyền u hồn ma tôn một trong những thủ đoạn am hiểu của u hồn ma tôn là phân ra hồn phách biến thành phân thân ảnh tông chính là được ông ta dựng ra như thế quần tiên bàn tán ầm ĩ tầng đỉnh lăng hơi do dự cảm thấy đau đầu không thôi cổ tiên bên nào cũng cho rằng mình phải ai cũng không chịu ai cuối cùng chỉ có thể để tần đỉnh lăng quyết định tần đỉnh lăng suy nghĩ một chút lúc này mới thở dài các vị nghe ta một lời đi phương nguyên có sát chiêu gặp mặt từng quen biết có thể ngụy trang đủ loại thân phận mặc dù chúng ta đã có tâm phòng bị nhưng cũng không thể vì hoài nghi mà vứt bỏ những khả năng khác ngô soái rất có thể là phân thân phương nguyên khí hải lão tổ cũng có thể do phương nguyên ngụy trang những việc này cũng rất có khả năng nhưng cùng lúc đó cũng có khả năng bọn họ không có quan hệ quá lớn với phương nguyên chúng ta không thể vì phương nguyên mà thần hồn nát thần tính ngô soái thì không nói đi chỉ nói khí hải lão tổ chẳng lẽ chúng ta vì khả năng này mà từ bỏ lôi kéo khí hải lão tổ không muốn ông ta trở thành minh hữu của thiên đình sao phương chính nghe đến đó do dự một chút liền dò hỏi tần tiền bối muốn mời chào khí hải lão tổ tần đỉnh lăng gật đầu long công đại nhân đã qua đời phượng cửu ca trở thành phản đồ thiên đình ta thiếu một á tiên tôn có thể trấn áp cục diện trước đó long công tiền bối đã từng mời chào khí hải lão tổ dùng chân truyền nguyên thủy tiên tôn xem như thẻ đánh bạc mặc dù khí hải lão tổ không đồng ý nhưng ông ấy đích thật không xuất hiện trong cuộc đại chiến số mệnh quần tiên im lặng phương châm của tần đỉnh lăng đã từng là phương châm của long công trước đó bởi vì túc mệnh cổ cần được chữa trị Long Công muốn tạm thời ổn định khí hải lão tổ. Còn bây giờ thì sao? Thiên đình rất cần một chiến lực Á Tiên Tôn có thể trấn áp đại cục. Trước mắt, mặc dù đã khôi phục lại sự bình ổn, nhưng trên thực tế, bởi vì khí triều hoành hành, đạo ngân thiên đạo gia thân, khiến cho cổ tiên không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng khí triều lắng lại, phương nguyên tiêu hóa xong đám đạo ngân thiên đạo đó thì sao? Đến lúc đó, người mạnh nhất thiên đình cũng chỉ có tầng đỉnh lăng mà thôi, có thể đỡ được cổ tiên bốn vực dụng ý khó dò sao? Có thể đỡ nổi nghiệp long đế tàn sinh không? Có thể đỡ nổi phương nguyên không? Trên dưới thiên đình đương nhiên biết sự lo lắng này. Trong quá khứ, không phải là không có ví dụ mời chào cổ tiên bốn vực. Trước mắt có ví dụ của vạn tử hồng. Vị nữ tiên này lúc đầu là ma đầu Tây Mạc, nhưng thiên đình vẫn mời chào. Chỉ cần là nhân tộc, sự độ lượng của thiên đình vẫn rất rộng lớn đối với việc mời chào khí hải lão tổ ta cũng không cảm thấy có mâu thuẫn nhưng trước đó chúng ta phải làm rõ ràng mối quan hệ giữa ông ấy và phương nguyên cho dù nói như vậy thiên đình vào lúc này chưa đủ để khí hải lão tổ để vào mắt ha ha ta ngược lại cho rằng chân truyền của nguyên thủy tiên tôn đủ để áp đảo mọi lực hấp dẫn khác phương chính xin đi giết giặc hiện tại khí hải lão tổ đang giằng co với ngô soái đây chính là cơ hội tốt của thiên đình chúng ta có thể từ đó nhìn trộn được một ít chân tướng. Đương nhiên, bất kể thế nào, cổ tiên dị tộc lưỡng thiên cũng không thể lưu. Vừa lúc dạ thiên lan quân đã là nội tuyến của chúng ta. Ta nguyện xuất binh đến Đông Hải tiêu diệt đám cổ tiên dị tộc này. Phương Chính chấp trưởng tru ma bản. Mặc dù chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng có được bản này, y có thể đối phó được đa số cổ tiên bác chuyển. Cổ tiên ngũ vực dưới sự ảnh hưởng của khí triều, khó mà ra tay nhưng cổ tiên thiên đình thì lại khác. Phần lớn thành viên thiên đình chỉ có hư khiếu, không bị hạn chế này. Phương Chính vừa nói xong, đã có cổ tiên lên tiếng yêu cầu gia nhập, chủ động lao đến Đông Hải tiêu diệt cổ tiên dị tộc. Mặc dù thiên đình bị đánh bại, nhưng làm việc vẫn tuân theo nghiêm ngặt căn bản của thiên đình, cân nhắc cho cả nhân tộc. Tần đỉnh lăng miễn cười, ta nghĩ, chúng ta cần chi phải đến Đông Hải chứ? Ở đó có ngô soái trấn thủ, đang định nhờ tay của y để xem nội tình của khí hải lão tổ. Chúng ta trực tiếp đến lưỡng thiên, tiêu diệt thế lực động thiên ở đó, xem như rút củi dưới đáy nồi với đám liên quân lưỡng thiên kia. Thiên đình rốt cuộc cũng vẫn là thiên đình. Dạ thiên lan quân nhìn con cổ trùng tính đạo trong tay, trong lòng tràn đầy cảm khái. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ông ta, thiên đình thật sự ra tay đối phó với liên quân lưỡng thiên. Trước đó, ông ta đã từng dự đoán có tình huống như vậy người trong giang hồ thân bất do kỹ động thiên dạ lan không thể đứng ngoài liên quân lưỡng thiên nếu không tham gia nó nhất định sẽ bị vây công cho đến khi bị hủy diệt nhưng gia nhập thế lực này cũng chỉ là trì hoãn cái chết đến chậm một chút mà thôi đến lúc đó ngũ vực phản công liên quân lưỡng thiên chỉ sợ sẽ bị sụp đổ thương vong thảm trọng tổ chim bị phá không trứng nào lành đến lúc đó động thiên dạ lan cũng bị thanh toán luôn cho nên ngay từ đầu, Dạ Thiên Lan Quân đã quyết định đầu nhập ngũ vực. Đây cũng là vì chính ông ta, vì động thiên Dạ Lan mà tìm con đường tắt sinh tồn. Cho nên, ông cam chịu mạo hiểm, chủ động bí mật liên lạc với thiên đình. Thời cuộc phát triển cho đến bây giờ, khí hải lão tổ dằn co với ngô Soái, thiên đình bí mật điều khiển đội ngũ, dự định rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp công đến đại bản doanh dị tộc lưỡng thiên. Dạ thiên lan quân đã chủ động quy hàng, Tần Đỉnh Lăng của Thiên Đình đã bí mật gửi thư cho ông ta, để ông ta làm nội ứng, phối hợp hành động công phạt lần này của Thiên Đình. Thiên Đình quả nhiên không khiến cho ta phải thất vọng. Cho dù bị tổn thất nặng nề trong cuộc đại chiến số mệnh, nhưng mặc kệ thế nào, nó vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đại nghĩa của nhân tộc, bất kể hy sinh và lợi ích, vì cả nhân tộc mà suy nghĩ. Khí tiết này đã tác động đến dạ Thiên Lan Quân. Bởi vì ông cũng là cổ tiên nhân tộc so sánh khí lượng khôi hoàng của thiên đình, mặc kệ khí hải lão tổ hay là vũ dung đều lộ ra sự hẹp hòi. Thậm chí ngay cả trường sinh thiên của Bắc Nguyên cũng thế. Tự dương tiên tôn lưu lại phương châm là gì? Độc chiếm thiên hạ. Cho dù động thiên dạ lan không có thù với trường sinh thiên, dạ thiên lan quân cũng sẽ không chủ động đầu nhập vào trường sinh thiên. Dạ thiên lan quân không chút do dự, lúc này hồi âm, đáp ứng phối hợp với thiên đình. Dựa theo ước định của hai bên, khi ngô soái quyết đấu với khí hải lão tổ chính là lúc thiên đình chủ động tấn công nếu hai người này không ra tay với nhau vậy thì hẹn một tháng sau thiên đình sẽ trực tiếp tấn công bây giờ phải nhìn xem ngô soái và khí hải lão tổ thôi dạ thiên lan quân chờ mong cũng chú ý đến chiến cuộc đông hải ngoại trừ dạ thiên lan quân còn có cổ tiên và vô số thế lực khác vũ dung nam cương chính là một trong số đó nếu khí hải lão tổ bại thế lực dị tộc nhất định sẽ khuếch trương một cách có quy mô phát triển như vết dầu loang rất có thể trở thành họa lớn trong lòng ngũ vực nếu ngô soái bại thế lực dị tộc sẽ co rút lại tích cực cố thủ đối với nhân tộc ngũ vực mà nói chính là một chuyện may mắn nhưng đối với ta mà nói ta lại chẳng muốn nhìn thấy vũ dung là một người có giả tâm ông ta chỉ ước gì thiên hạ càng loạn càng tốt ông ta sẽ có cơ hội lôi kéo khắp nơi từ đó vớt được chỗ tốt không ngừng lớn mạnh bản thân cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ cho nên ông ta rất thống hận khí triều chính bởi vì khí triều cổ tiên ngũ vực không thể không tịnh dưỡng khiến ông ta hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội đánh bại thiên đình đây quả thật là một điều đáng tiếc đại nhân đám vũ nhân cơ nương nương đã sống lại tiếp theo nên sắp xếp như thế nào đây lúc này vũ bác trọng đến báo cáo ông là thái thượng nhị trưởng lão của vũ gia tuổi tác khá lớn làm người ổn trọng túc mệnh của bị hủy thay đổi rõ rệt nhất chính là việc phục sinh trở nên dễ dàng trước kia những hạt giống như vũ cơ nương nương đều bị hao tổn ở núi nghĩa thiên bây giờ đã được cổ tiên vũ gia phục sinh thành công vũ dung gật đầu những người này đều là hy vọng của tương lai đã chịu đủ khó khăn và ma luyện trong giai đoạn cổ sư tương lai thành tựu cổ tiên nhất định sẽ là tinh nhuệ mau truyền thụ phương pháp thăng tiên cho bọn họ đồng thời làm tốt chuẩn bị, tiến hành cung cấp tài nguyên. Ta muốn trong vòng mấy năm sau, để Vũ gia có thêm 10 vị cổ tiên nữa. Vâng, đại nhân. Vũ Bác Trọng cũng không hỏi lại. Tương lai ngũ vực loạn chiến nhất định sẽ là một trận đại chiến kéo dài, tuyệt không phải ngày một ngày hai. Dưới tình huống như vậy, suy tính của các thế lực lớn chính là mưu tính nội tình cho gia tộc của mình. Còn có một chuyện nữa, liên quan đến khí đạo Vũ Bác Trọng nói, sau đó đưa cho Vũ Dung một con phàm cổ tính đạo. Vũ Dung rất tinh thần vào, nhanh chóng xem qua một lần. Bên trong con phàm cổ tính đạo này ghi lại đủ loại tiên tài, tất cả đều là khí đạo, đều do khí triều mang đến. Xem ra khí đạo muốn quật khởi rồi. Quả khí công này quả thật có tác dụng sao? Vũ Dung cảm thán một câu, lại hỏi. Vũ Bác Trọng nói, trước mắt có không ít cổ tiên sử dụng qua, xác thực là như vậy quả này là kết tinh của khí đạo, ngũ khí điều hòa, không phải bình thường. Bỏ vào trong tiên khiếu là có thể biến thành khí lưu mãnh liệt, khiến khí thiên địa được thay đổi. Ai có thể thu hoạch được nhiều quả khí công, người đó sẽ thoát khỏi cục diện phải nghỉ ngơi. Vậy hãy thu thập thêm nhiều loại tiên tài này đi. Ngoài ra, thống kê lại kho trong tộc, chỉnh lý một phần truyền thừa khí đạo. Chúng ta sẽ thử dùng nó để bồi dưỡng cổ tiên khí đạo. Vũ Dung dặn dò. Vâng, vũ bác trọng lĩnh mệnh vũ gia am hiểu phong đạo khí đạo đọc lướt qua rất ít nhưng con quái vật khổng lồ này tất nhiên cũng đã tích lũy được ở phương diện khí đạo một ít đủ loại truyền thừa không toàn vẹn thật sự có thể bồi dưỡng được một hai vị cổ tiên khí đạo đương nhiên cho dù những cổ sư này thành cổ tiên khí đạo thành tựu tương lai cũng không lớn nhưng vũ gia đã bổ khuyết nhược điểm của phương diện này bọn họ chỉ có thể hy sinh tiềm lực phát triển bản thân trở thành cổ tiên khí đạo. Nam Cương, La Gia Ba vị cổ tiên xâm nhập động thiên khí tuyệt. Đột phá rồi. La Nhiên hưng phấn không thôi. Da mặt y màu trắng xanh, biểu hiện lãnh khốc, chính là đại tướng La Gia, danh truyền Nam Cương, có được chiến lực thất chuyển đỉnh phong. Trong lúc khắp thiên hạ đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, La Nhiên bí mật dẫn theo hai vị cổ tiên La Gia khác tiến về động thiên khí tuyệt thăm dò, không để ý đến sự phát triển của tiên khiếu bản thân sự cố gắng và nỗ lực này cũng không uổng phí. Bọn họ đã đột phá được công cùng xiền xích, trước mắt là một vùng đất bằng phẳng. Tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới chính là phần trung tâm của động thiên khí tuyệt. Không nghĩ đến khí triều lại dẫn động động thiên khí tuyệt thay đổi, giúp cho chúng ta có thể thuận lợi tiến về phía trước. Là một tử cảm khái không thôi. Vẫn nên đi nhanh một chút. Khí triều quét ngang thiên hạ, động thiên khí tuyệt chỉ có thể ẩn hình biệt tích nhất thời mà thôi chúng ta nhất định phải trước khi người trong thiên hạ phát hiện, kế thừa chân truyền khí tuyệt. Có chân truyền này, La Gia chúng ta mới có thể nhanh chóng thích ứng đại thời đại, cướp đoạt tiên cơ. Ánh mắt La Hạo trạch lộ ra tiên cơ. Mấy ngày sau, Đông Hải, khí hải lão tổ bỗng nhiên ra tay, mang theo ngàn vạn khí lãng, đường hoàng phóng đến đại bản doanh hạ gia Đông Hải. Đến hay lắm. Ngô Soái đã cảm ứng được ngoài vạn dặm. Y cười lớn, đứng trên long cung khống chế nghiệt long đế tàn sinh dũng mãnh nên chiến một trận đại chiến khiêu động ánh mắt thiên hạ đột nhiên bộc phát ầm ầm một tiếng vang thật lớn như tiếng sấm chấn động thiên địa bên trong khí lãng dân trào vô tận long cung bắn ra hào quang chói mắt không ngừng lùi lại khí hải lão tổ cũng không truy kích khí lãng bên cạnh tích lũy vô số như núi như biển hai bên giao chiến đã một ngày một đêm có qua có lại tạm thời đều không làm gì được đối phương. Vô số ánh mắt tập trung vào chiến trường. Chính đạo, ma đạo, tán tu Đông Hải đều nghe tiếng chạy đến quan chiến chứ đừng nói chi liên quân cổ tiên lưỡng thiên. Khí hải lão tổ tiền bối quả nhiên ghê gớm, thủ đoạn hùng vĩ, khiến ngô soái mỗi lần tấn công đều vô công mà quay lại. Thái thượng đại trưởng lão hoa gia hoa thải vân cảm thán không thôi. Thanh nhạc an bên cạnh bà nói, nhưng ngô soái cũng không thể khinh thường đừng quên y chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng lại có thể ngăn cản được khí hải lão tổ. Hoa thải vân thở dài, ngô soái trùng sinh, thật ra cũng đã là một lão quái. Y nắm giữ tiên cổ ốc long cung quả thật cường hãn. Nếu không có tiên cổ ốc này bàn thân, y tuyệt không phải đối thủ của khí hải lão tổ. Trong lúc hai người đang trò chuyện, một tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa vang lên. Một con cự long to như dãy núi đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, từ vạn dặm xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trời ơi cự long khủng bố như thế có được xem là hoang thú thái cổ đệ nhất thiên hạ không đây chính là nghiệt long đế tàn sinh ta chỉ đứng quan chiến thôi nhưng đã cảm thấy rúng động trong lòng đấu chí biến mất khó có thể tưởng tượng được cổ tiên là địch với nó sẽ có cảm nhận như thế nào mô soái rốt cuộc cũng đã thả ra nghiệt long điều này chứng minh y đã bị khí hải lão tổ dồn đến cực hạn cuộc chiến kế tiếp mới là quan trọng cổ tiên quan chiến các nơi đều rúng động. Trong số bọn họ có rất nhiều người chưa từng tham chiến cuộc đại chiến số mệnh, chỉ thông qua sát chiêu vạn chúng chú một quan sát cảnh tượng chiến trường mà thôi, cũng không phải tự mình trải qua. Bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy, lập tức có cảm nhận không giống nhau. Nghiệt Long gào thét, vọt thẳng đến chỗ khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn vạn dặm. Song trưởng của ông vỗ một cái, một sát chiêu tiên đạo anh kích đến, nhấc lên con sóng khí lưu thật to. Đế tàng sinh bay thẳng về phía trước, va chạm với cơn hải khiếu sóng khí này, thế sông lập tức ngưng lại. Đế tàng sinh đông đưa thân rồng, còn muốn tiến lên, nhưng hải khiếu khí lãng vẫn rã rít không dứt, uy năng tràn trề không thể ngăn cản, lại càng áp đảo nó. Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ tiên quan chiến đều giật mình. Đám người thanh nhạc an, hoa thải vân, thẩm tòng thanh đều lớn tiếng kêu tốt, sự sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên trên gương mặt. Chu Hùng Tính, quân thần quan do thiên đình cố ý điều động đến cũng kinh hãi không thôi, không khỏi nhìn nhau. Trong cuộc đại chiến số mệnh, hai đại năng biến hóa đạo của thiên đình ta không đỡ nổi công kích của Nghiệt Long, bị nó trực tiếp nghiền ép. Không nghĩ đến khí hải lão tổ lại đỡ được nó. Quân thần quan kinh ngạc nói. Chu Hùng Tính nheo mắt, từ xa dò xét khí hải lão tổ. Thủ đoạn tính đạo đã sớm thôi phát, không ngừng gom góp đủ loại manh mối. Chu Hùng Tính phân tích, dù sao khí hải lão tổ cũng là nhân vật tuyệt thế chiến hòa với long công đại nhân có thể đối kháng nghiệp long đế tàn sinh cũng không kỳ quái chỉ là sát chiêu hoàn toàn mới này của ông ta có cái bóng của khí tường nguyên thủy tiên tôn long công đại nhân đã từng giao nửa phần chân truyền nguyên thủy tiên tôn cho khí hải lão tổ không nghĩ đến đại chiến số mệnh vừa xong ông ta đã sửa cũ thành mới diễn biến ra sát chiêu khí tường được cải tiến quân thần quan mở to mắt nhìn nếu nói như vậy hẳn khí hải lão tổ đã bế quan trong cuộc đại chiến số mệnh, chính là để lĩnh hội sát chiêu này. Chu Hùng Tính nói, cũng chưa thể kết luận như vậy. Nhưng ít ra trước mắt, thủ đoạn mà khí hải lão tổ nắm giữ so với thủ đoạn của phương nguyên nắm giữ cách nhau một trời một vực. Nói đến đây, Chu Hùng Tính thở dài, lai lịch khí hải lão tổ quá thần bí, ẩn tàng quá sâu. Đến bây giờ chúng ta còn chưa điều tra ra rõ ràng thân phận quá khứ của ông ta. Nếu đổi lại trước kia, có thể thông qua dòng sông thời gian tìm hiểu nguồn gốc của ông ta biết rõ lai lịch và thân phận của ông ta nhưng bây giờ túc mệnh cổ đã bị hủy dòng sông thời gian đã trở nên cực kỳ nguy hiểm sống giữ ngập trời ngay cả đại năng trụ đạo mạo mùi tiến vào cũng bị nguy hiểm đến tính mạng con đường này cũng bị đoạn mất ngoại trừ trụ đạo thật ra còn có con đường trí đạo nhưng điều đáng tiếc chính là phương nguyên đã phá hủy hơn phân nửa tiên mộ tử vi tiên tử lại bị u hồn ma tôn xúi dục dẫn đến thiên đình xuất hiện tình trạng thiếu đại năng trí đạo hoành khí lãng đầy trời che đậy xuống kinh thiên chấn địa nghiệt long gào thét lật qua lật lại cơ thể như núi nhưng vẫn bị khí hải lão tổ ép xuống thế hạ phong đại khí khí hải lão tổ bàn bạc nhất cử nhất động đều có lực khuynh thiên đường đường nghiệt long cũng không phải đối thủ của ông ta cổ tiên nhân tộc không khỏi từng người kêu tốt lúc này hy vọng của khí hải lão tổ lại được kéo lên trong ngũ vực. Cổ tiên ngũ vực không cách nào ra tay, thế lực nhân tộc yếu ớt. Trong thời khắc quan trọng, khí hải lão tổ đã đứng ra, đập cho thế lực dị nhân một cú. Điều này thật sự khiến cho cổ tiên nhân tộc cảm thấy khoan khoái. Đại trưởng phu phải làm được như thế. Thái thượng đại trưởng lão lâm gia dù không đích thân đến nhưng cũng điều động cổ tiên lâm gia, giống như tận mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu. Vũ Dung ở Nam Cương cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, suy nghĩ, ngày sau công lược Đông Hải, khí hải lão tổ tuyệt là một ngọn núi lớn. Tần đỉnh lăng tọa trấn đại điện trung tâm trong thiên đình, cảm xúc phức tạp. Lúc trước, những lúc như thế này đều là thiên đình đứng ra, chiến trên tuyết đầu. Nhưng lần này lại là khí hải lão tổ đứng thay vị trí thiên đình, gánh sự chờ mong và trách nhiệm của nhân tộc. Mặc dù cổ tiên thiên đình còn chưa có cái nhìn rõ ràng về thân phận khí hải lão tổ, về mối quan hệ giữa ông ta và Phương Nguyên, nhưng đại trận chiến này quả thật khiến cho ấn tượng của bọn họ về khí hải lão tổ tăng lên rất nhiều. Khi cổ tiên nhân tộc cảm thấy khoai khỏa, liên quân lưỡng thiên lại vô cùng lo lắng. Đám cổ tiên bác chuyển đều hải hùng. Làm sao có thể? Cho dù xuất động đế tàn sinh cũng không lật về được cục diện sao? Thế lực nhân tộc quả nhiên cường đại. Đây chính là nội tình ngũ vực. Chúng ta mạo muội khai chiến thật sự nóng vội quá rồi. Hừ, chúng ta không ra tay, tương lai nhân tộc bọn họ khẳng định sẽ ra tay với chúng ta. Trăm vạn năm qua, bọn họ đã đối xử với dị nhân chúng ta như thế đó. Đúng vậy, chúng ta chỉ có ra tay trước mới có được hy vọng sinh tồn. Cuộc chiến như vậy, chúng ta hoàn toàn không xen vào được. Hai, chỉ cầu mong ngô soái đại nhân có thể chiến thắng. Cổ tiên dị nhân không ngừng giao lưu với nhau. Sắc mặt mọi người đều âm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Trong số bọn họ có rất nhiều cổ tiên bác chuyển, tu vi cao siêu, bình thường đều là nhân vật cấp lão tổ trong động thiên của mình. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cuộc chiến kinh khủng như thế, bọn họ hoàn toàn không dám tham chiến. Khí hải lão tổ, ngươi càng rỡ quá lâu rồi. Lúc này, long cung bay lên, bên trong truyền ra âm thanh của ngô soái Chúng tiên nhìn thấy long cung giống như một ngôi sao màu cam kim nhanh chóng vọt đến khí hải lão tổ. Khí lưu bốc lên bên cạnh khí hải lão tổ, không ngừng ngăn cản, nhưng hiệu quả không tốt. Long cung phá phong lướt sóng, khí thế hung hãn. Sát chiêu mộng đạo được thi triển, từng sợi khó nhẹ đánh đâu thắng đó, quyển tịch đến chỗ khí hải lão tổ. Cẩn thận! Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều cổ tiên nhân tộc vội kêu to, tim không khỏi nhấc lên cao, mặc dù bọn họ cũng biết âm thanh cảnh cáo của mình hoàn toàn không truyền được đến chiến trường. Mộng đạo lúc này tuyệt bước thiên hạ. Khí hải lão tổ đành phải nhượng bộ lui binh, né tránh phong mang. Lần này đến phiên ngô soái chiếm thượng phong. Cổ tiên dị nhân không khỏi vui mừng, còn cổ tiên nhân tộc lại thở vào một hơi. Khí hải lão tổ không bị sát chiêu mộng đạo đánh trúng cũng tốt. Khí hải lão tổ chiến đấu với ngô soái dẫn động tiếng lòng cổ tiên khắp thiên hạ. Mỗi một sự thay đổi đều rúng động lòng người, liên quan đến hướng đi của toàn bộ đại thế thiên hạ. Song phương kịch chiến thật lâu, chúng tiên liền nghe tiếng nổ từ phía tây truyền đến. Tiếng vang như lũ ống rút xuống, còn có khí thế phô thiên cái địa bàn bạc. Cổ tiên nghe được tiếng vang này, lập tức di chuyển ánh mắt. Khí triều mãnh liệt không ngừng tiếp cận, che phủ chiến trường. Đang là trận đại chiến quan trọng lại có khí triều đến làm rối. Chúng ta mau đi thôi. Khí triều đến, tiên khiếu chấn động, tổn thất sẽ rất thảm trọng. Vậy trận đại chiến này làm sao bây giờ? cổ tiên đều trợn tròn mắt. Đây là sự thay đổi ngoài ý muốn. Sắc mặt quân thần quan trầm xuống, không ổn rồi. Khí hải lão tổ là cổ tiên Đông Hải, bị quản chế ở khí hải, tình huống nghiêm trọng rồi. Trái lại ngô soái là Long Nhân, đã được luyện đạo cải tạo, bị quản chế rất ít. Tin tức này bắt nguồn từ Long Công. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Long Công đã từng âm thầm sử dụng sát chiêu Long Nhân tịch diệt nhưng vẫn không diệt được ngô soái lúc đó ông đã cố tình để lại tin tức này phương pháp nhân nhân như long là pháp môn luyện cổ do long công sáng tạo ra có thể cải tạo nhân tộc thành long nhân long nhân đời thứ nhất đã được sinh ra như thế thiên đình nắm giữ tin tức của long công lại có pháp môn nhân nhân như long muốn suy tính nội tình của ngô soái cũng là chuyện nước chảy thành sông vì thế khi bọn họ biết ngô soái xuất lĩnh liên quân lưỡng thiên xâm lấn đông hải đối với việc ngô soái có thể ra tay cũng không kỳ quái Chu Hùng tính nghiến răng, khí triều là tai họa khí đạo, khí hải lão tổ lại là đại năng khí đạo. Ông ta sẽ có nhiều ưu thế hơn chúng ta trong việc xử lý khí triều. Tiếp theo, phải nhìn xem bọn họ sẽ đối mặt với ảnh hưởng này như thế nào. Chỉ sợ đây cũng là bước ngoặt của trận chiến này. Khí hải lão tổ, trời không phù hộ ngươi rồi. Ta xem khí triều có thể ủng hộ ngươi được bao lâu. Ngô soái hưng phấn trống to, thôi động long cung phối hợp với nghiệp long triển khai tấn công. Cảnh tượng này khiến cho cổ tiên nhân tộc vừa nhanh chóng rút lui vừa quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi. Rất nhiều người cầu nguyện trong lòng, khí hải lão tổ tiền bối, ngươi nhất định phải chịu đựng. Nhưng sau một khắc, khí hải lão tổ đã cười lớn, ngô soái ngươi trúng kế rồi. Ta đang đợi ngươi mắc câu đấy. Vừa dứt lời, khí lãng vòng lại, giống như hoa nở nhanh chóng kết nụ, bao vây khí hải lão tổ và long cung vào trong, sau đó co thành một điểm rồi biến mất không thấy đâu bên trong chiến trường chỉ còn lại nghiệt long đế tàn sinh đang gào thét đây là sát chiêu chiến trường gì vậy trong thời khắc mấu chốt khí hải lão tổ đã dụ ngô soái tiến vào sát chiêu chiến trường quá lợi hại thì ra khí hải lão tổ vẫn luôn bố cục như vậy ngô soái rơi vào chiến trường khí đạo chia tách với nghiệt long y đang rơi vào thế yếu điều này cũng không nhất định chiến trường khí đạo của khí hải lão tổ phải đối mặt với khí triều xung kích một khi chiến trường bị phá khí hải lão tổ bị phản vệ rất có thể sẽ rơi vào thế hạ phong bây giờ phải nhìn xem khí hải lão tổ có vượt lên trước một bước công phá long cung đầu tiên hay không nếu không được chiến trường khí đạo bị phá ngô soái và nghiệt long một lần nữa tụ hợp khí hải lão tổ coi như khó làm rồi bất luận là thế lực nào các cổ tiên đều lo lắng tình hình chiến đấu quan trọng như vậy bọn họ không thể tận mắt nhìn thấy không chỉ như vậy bọn họ còn phải nhanh chóng né tránh bọn họ không thể để khí triều liên lụy nếu không tổn thất tiên cứu sẽ rất to lớn trong lúc chúng tiên đang suy đoán tình huống chiến đấu bên trong chiến trường khí đạo sẽ kịch liệt như thế nào ngô soái và khí hải lão tổ đang khoan thai nhấm rượu trong long cung ngoại trừ rượu ngon đương nhiên còn có món ngon giữa bản thể phương nguyên và phân thân bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ phân thân ngô soái giao nhân hải cho bản thể phương nguyên Bản thể Phương Nguyên vui vẻ tiếp nhận, sau đó bắt đầu thương thảo với Ngô Soái đại kế thiên hạ tiếp theo. Không nghĩ đến trong thời khắc quan trọng, khí triều lại đến. Phượng Tiên thái tử mặc một chiếc áo choàng màu vàng, nắm chặt bàn tay, thở dài nói. Đứng bên cạnh ông là một vị nữ tiên, là Bạch Thương Thủy của Thiên Đình. Nàng ta nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Ngoại trừ hai người còn có phương chính. Ba cổ tiên đang ở trong tiên cổ ốc thất chuyển tru ma bản không còn ở Trung Châu mà đã tiến vào Hắc Thiên Thái Cổ. Biểu hiện phương chính hơi động, biết Bạch Thương Thủy ý tại ngôn ngoại. Y không khỏi nhớ lại khi rời khỏi Thiên Đình, Tần Đỉnh Lăng đã căn dặn y như thế nào. "Ngươi và Phương Nguyên tương sinh tương khắc, chính là thiên đạo an bài. Cho dù Phương Nguyên có thay đổi nhục thân, mối quan hệ này cũng không thay đổi. Nguyên nhân chính vì như vậy, lần hành động này sẽ do ngươi dẫn đầu." cùng với Phượng Tiên Thái Tử và Bạch Thương Thủy đến tập kích đại bản doanh động thiên của tiên dị tộc. Tần Đỉnh Lăng chuyên tu vận đạo, cho đến nay đều rất coi trọng phương chính, biết khí vận của phương chính có liên quan chặt chẽ đến phương nguyên, đồng thời còn mơ hồ khắc chế. Sự thật đã chứng minh điểm này. Tần Đỉnh Lăng thức tỉnh, còn có phúc địa Long Nhân bị phát hiện, đều là thay đổi áp chế phương nguyên. Bây giờ, trong đại chiến số mệnh, thiên đình chiến bại, Long Công bỏ mình, Phượng Cửu Ca làm phản, Tiên mộ bị hủy, ý chí tinh túc tiên tôn không chút đáp lại. Thiên đình lớn như vậy đã rơi vào thời khắc suy yếu nhất trăm vạn năm qua. Tần Đỉnh Lăng tạm thời lãnh đạo thiên đình, tất nhiên phải tận dụng hết mọi lực lượng bảo toàn bản thân đối kháng ngoại địch. Cho nên, phương nguyên càng mạnh, Tần Đỉnh Lăng lại càng xem trọng phương chính. Để bồi dưỡng phương chính, Tần Đỉnh Lăng không tiếc tiên tài, hơn nữa còn tận lực để y dẫn đầu lần này, rèn luyện năng lực lãnh đạo cho y. Phương Chính đã không còn là thiếu niên, biết đây là kỳ ngộ tiên duyên trăm ngàn năm khó gặp. Mặc dù thiên đình đại bại, nhưng nội tình y khó mà ước đoán được. Có tổ chức như vậy tận lực bồi dưỡng, y đương nhiên phải nắm lấy cơ hội như thế. Trước mắt, Phương Chính vẫn chỉ có tu vi thất chuyển, còn chưa đạt tiêu chuẩn gia nhập thiên đình. Vì thế, phúc địa thất chuyển không cần cống hiến lên. Trên thực tế, tầng đỉnh lăng cũng cần tu vi của y tiếp tục trưởng thành. Cho nên, cho dù tương lai phương chính trở thành cổ tiên bác chuyển, chỉ cần y còn có không gian tiến bộ, tầng đỉnh lăng cũng sẽ không yêu cầu y cống hiến tiên khiếu. Dù sao, sau khi chuyển hóa làm hư khiếu, không gian cổ tiên phát triển hơn không còn được bao nhiêu. Bạch tiền bối nói rất đúng. Hiện tại, khí hải lão tổ và ngô soái đang truyền đấu, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Bây giờ chúng ta ra tay thôi. Phương chính nói, hành động cũng rất dứt khoát. Tiên cổ ốc bát chuyển tru ma bản bỗng nhiên được thôi động, hóa thành một vệt lưu tinh màu đỏ. ầm ầm một tiếng xuyên qua bức tường động thiên, trực tiếp tiến thẳng vào động thiên đại trí. Ba vị cổ tiên đứng bên trong tru ma bản quan sát ra bên ngoài, chỉ thấy bên trong động thiên đại trí một mảnh non xanh nước biếc, sơn hà cẩm tú. Người mặc an cư lạc nghiệp ở chỗ này, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân khẩu đông đảo, phồn vinh vô cùng. Huyết quan bàn bạc nhanh chóng khuếch tán từ trong tru ma bản, Bắt đầu tràn ngập thiên địa bản chất của tiên cổ ốc là sát chiêu tiên đạo là do đủ loại tiên cổ phàm cổ tạo thành cho nên căn cứ vào cổ trùng khác biệt kết cấu xây dựng khác biệt mà tiên cổ ốc sẽ có uy năng khác biệt nhau uy năng bản thân tru ma bản trác tuyệt có biểu hiện ổn định đáng tin trong cuộc đại chiến số mệnh có thể tham dự cuộc đại chiến số mệnh lại còn sống sót đủ thấy tru ma bản xứng danh là một trong tám tiên cổ ốc đứng đầu thiên hạ lúc này Trung ma bản đang bày ra uy năng tính đạo không thể hiện trong cuộc đại chiến số mệnh. Khuyến quan đến chỗ nào, đủ loại tin tức giống như thác nước tập trung vào trong trung ma bản, sau đó chảy xuôi vào trong đầu ba vị cổ tiên. Phượng tiên thái tử cao mày, toát lên vẻ ghét hận, hừ, người mặt nơi này lại âm thầm bắt nhân tộc làm tù binh, nghiền ép bọn họ như nô lệ, thật sự đáng chết. Đám dị tộc này chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Chúng ta trước giết chết một nhóm, vơ vét hồn phách của bọn họ. Bạch Thương Thủy lại chậm rãi lắc đầu, những người này chỉ là phàm nhân mà thôi. Cho dù sư hồn, bọn họ cũng chẳng biết được bao nhiêu bí mật của cao tầng. Chi bằng lấy đạo người trả người, bắt bọn họ làm tù binh, bán vào trong bảo hoàng thiên như nô lệ. Không chỉ có được lợi ích thực tế, mà còn bổ sung vào kho tàng thiên đình, lại hiển lộ được uy nghiêm của thiên đình ta. Phương Chính âm thầm cao mày. Y đã từng được Phương Nguyên sắp xếp vào phúc địa Mao nhân sinh sống rất nhiều năm, trải nghiệm được phong tình của dị tộc mặc dù người mặc xem nhân tộc như nô lệ nhưng bảo y lạm sát kẻ vô tội y không đành lòng phương chính cũng không trực tiếp phản bác ý kiến của hai vị cổ tiên chỉ nói những người mặc này không phải trọng điểm việc cấp bách bây giờ là phải diệt trừ cổ tiên người mặc ở đây để chúng ta xem danh sách trong tru ma bản một danh sách hoàn toàn mới được thành hình trong tru ma bản bên trên có liệt kê đầy đủ tên của cổ tiên người mặc trong động thiên đại trí chúng ta đi. phương chính gào to một tiếng, thôi động tru ma bản thuận theo cảm ứng, rất nhanh tìm được cổ tiên người mặt gần nhất. vị cổ tiên người mặt này đã nhận ra được sự không ổn, đang muốn bí mật tìm hành, lén lút tụ họp với những cổ tiên người mặt khác. nhìn thấy tru ma bản đột kích, hắn ta liều mạng bay nhanh, nhưng tốc độ nào vượt qua được tiên cổ ốc bác chuyển. a, à. một tiếng hét thảm, vị cổ tiên người mặt bị tiên cổ ốc trực tiếp đâm chết huyết quang bắt giữ hồn phách của hắn ta. Ba vị cổ tiên nhanh chóng sư hồn, phát hiện rất nhiều tin tức trân quý. Bên trong động thiên đại trí, người mặt có rất nhiều người, rất nhiều thành trấn. Trong đó có một thành trì lớn nhất, chính là trung tâm động thiên, tập trung cổ tiên người mặt nhiều nhất. Đương nhiên, lúc này vẫn có vài vị cổ tiên người mặt tản mát ra bên ngoài. Bản chủ Chu Ma, tiếp theo nên làm như thế nào? Bạch Thương Thủy hỏi Phương Chính phương chính không chút do dự đáp trực tiếp tấn công tòa tiên thành kia tru ma bản vạch phá bầu trời tốc độ cực nhanh một lát sau đã đến trước mặt tiên thành trong khoảng thời gian này cổ tiên người mặc bên trong động thiên đã tập trung lại đầy đủ thiên đình người mặc ta không đụng đến cây kim sợi chỉ của các ngươi các ngươi lại âm thầm đánh lén các ngươi là chính đạo sao bên trong tiên thành truyền ra tiếng quát mắng của cổ tiên người mặc phượng tiên thái tử cười ha hả thiên đình ta chủ trì chính là chính đạo nhân tộc, tộc người mặt các ngươi đều là tà ma ngoại đạo, người người đều có thể tru diệt. Nói nhảm với những người này làm gì? Phương chính càng thêm dứt khoát hơn so với phòng thê trường, trực tiếp thôi động tru ma bản nện như điên xuống. Nhóm cổ tiên người mặt cắn răng mắng to, vậy các ngươi hãy nếm thử uy năng chủ trận động thiên đại trí ta. Chỉ trong nháy mắt, sương mù bốc lên, nhụn bầu trời thành một màu đen kịch. Tru ma bản rơi vào trong sương mù, không phân biệt được đông nam tây bắc, không thấy càng không nhật nguyệt. Không chỉ như vậy, sương mù màu đen còn không ngừng thẩm thấu vào trong tiên cổ ốc tru ma bản. Phương Chính gặp nguy không loạn, trước nếm thử sát chiêu thăm dò. Từng luồng huyết diễm phiêu đảng khắp nơi. Huyết diễm đến chỗ nào, sương mù màu đen biến mất, nhưng rất nhanh sương mù màu đen đã thích ứng, mãnh liệt thôn vệ huyết diễm. Phương Chính trải qua tấn công thăm dò, cuối cùng kết thúc mà không có bất kỳ vấn đề nào. Tru Ma Bản xê dịch bốn phía, từ đầu đến cuối không hề thấy ánh mặt trời, không cách nào xông ra được khỏi sương mù màu đen bao phủ. Im lặng một chút, Phương Chính quyết định thúc ra uy năng mạnh nhất của Tru Ma Bản, điên cùng công kích khắp nơi. Giữ vững được nửa chén trà nhỏ, tốn rất nhiều tiên nguyên, Phương Chính rốt cuộc nhìn thấy được sương mù màu đen biến mất, một lần nữa lộ ra thiên địa càng khôn. Nhưng tiên thành trước mắt đã bị y nổ nát. Phạm vi mấy ngàn dặm đều là một vùng phế tích, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm dưới tru ma bản. Cổ tiên người mặt trấn thủ chỗ này phần lớn đã hồn phi phách tán, chỉ còn một người là còn một hơi. Hắn ta dùng ánh mắt căm hận nhìn chầm chầm tru ma bản, nghiến răng nói, buồn cười, đường đường là thiên đình lại dùng thủ đoạn huyết đạo. Tàn sát sinh linh vô tội lại càng không có chút lòng thương hại. Các ngươi mới chính là ma đạo. Phượng tiên thái tử đang nghe truyện trên TV audio CV hừ lạnh một tiếng, dùng giọng điệu khinh thường trả lời, huyết đạo chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà thôi. Dùng trên người các ngươi mới là chính đạo nhân tộc. Chủ động thiên đại trí ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cổ tiên người mặt ôm hận mà chết. Chấm dứt rồi sao? Một tay tạo thành chiến quả như vậy, đặt vững thắng cục, phương chính mở to mắt, khó có thể tin. Bạch thương thủy hiểu cảm nhận của phương chính, mỉm cười khuyên, bản chủ, ngươi cho rằng đây là cuộc chiến số mệnh sao? tưởng là một cuộc chiến nghiêng trời nghiêng đất kéo dài mấy tháng à? Phương Chính nghe Bạch Thương Thủy nói, lúc này mới hiểu ra, cảm khái nói, thì ra là như vậy. Đại chiến số mệnh trước đó là một cuộc chiến đấu cấp độ đỉnh cao. Sau khi Phương Chính tham dự, ấn tượng đối với cuộc chiến giữa những cổ tiên liền bay vụt lên. Hiện tại y giao thủ với những cổ tiên người mặc lục chuyển, thất chuyển, lại ỷ vào uy năng tiên cổ ốc bát chuyển tru ma bản, chợt phát hiện cuộc chiến này quá đơn giản. Tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào, bản chủ? Phượng Tiên Thái tử hỏi. Phương Chính im lặng một chút rồi đáp, hiện tại, chủ của những động thiên này đều ở cùng với ngô Soái ở Đông Hải. Nếu nơi này đã bình định xong, chúng ta còn dư thời gian tấn công những động thiên khác. Cơ hội tập kích tốt như thế phải tranh thủ nắm chắc. Xin bạch thương thủy tiền bối trấn thủ nơi này quét dọn chiến trường. Phương Chính vì suy nghĩ cho người mặt bình thường, cũng không để Phượng Tiên Thái tử cấp tiến và bài xích ở lại đây, mà lựa chọn Bạch Thương Thủy. Bạch Thương Thủy liếc nhìn Phượng Tiên Thái tử, đều nhìn ra được sự hài lòng. Lần này Phương Chính lãnh đạo hành động, toàn bộ hành trình, từ lựa chọn hay là thái độ đều khiến người ta cảm thấy đáng tin, có khí chất của một đại tướng có thể đảm đương một phía. Vậy ta sẽ ở lại đây, xin hai vị chú ý cẩn thận. Bạch Thương Thủy dặn dò. Phương Chính gật đầu, biểu hiện trịnh trọng tiền bối yên tâm, ta sẽ không kinh địch đâu. Một điểm quan trọng mà ta không bao giờ quên, đó chính là động tĩnh của ngô Soái. Bạch Thương Thủy hoàn toàn yên tâm, chia tay với hai người phương chính. Đông Hải Khí triều vừa mới tiêu tán, Long Cung bị tàn phá một phần đã rơi vào đại bản doanh phúc địa hạ gia. Ồ, ngô Soái đại nhân trở về. Kết quả đại chiến như thế nào rồi? Minh chủ đại nhân, ngài bị thương rồi sao? cổ tiên dị tộc tràn vào long cung nhìn thấy ngô soái sắc mặt trắng bệch mình đầy vết máu khí hải lão tổ quả nhiên ghê gớm ta cần bế quan tịnh dưỡng ngô soái ho khan phun ra vài ngụm máu tươi cổ tiên dị nhân quá sợ hãi kinh hoàng đang xen ngô soái hừ lạnh một tiếng yên tâm đi ta đã tốn hơn nửa nhân hải sử dụng thủ đoạn nhân đạo khí hải lão tổ bị thương cũng không nhẹ đâu cổ tiên dị nhân nghe xong mới thả lỏng một hơi thì ra trận chiến này là hòa. Đúng lúc này, sắc mặt đại trí tiên mẫu bỗng nhiên thay đổi, thất thanh nói, không ổn rồi, động thiên đại trí của ta bị thiên đình tập kích, nguy cơ sớm tối. Đại trí tiên mẫu kinh hô, khiến cổ tiên dị nhân có mặt đều chấn động. Rất nhanh bọn họ kịp phản ứng. Phải đi cứu bọn họ thôi. Đây chính là đại bản doanh của chúng ta. Đại trí tiên hữu, ngươi có biết rốt cuộc là ai xâm lấn động thiên của ngươi không? là thiên đình sắc mặt đại trí tiên mẫu âm trầm nghiến răng ôm hận nói cổ tiên xâm phạm sử dụng tru ma bản đây chính là tiên cổ ốc bát chuyển của thiên đình không làm giả được đâu hừ thì ra là thiên đình thiên đình không khỏi quá hèn hạ vô sĩ bọn họ lại có thể làm ra một cuộc chiến không báo trước như thế bản thân thiên đình đã là một tổ chức do ma đầu xây dựng nguyên thủy tiên tôn chính là ma đầu lớn nhất năm đó so sánh với phương nguyên chỉ có hơn chứ không có bằng. Trong lịch sử tộc ta có ghi chép lại rõ ràng. Khi chúng tiên đang chữa mắng thiên đình, bỗng nhiên bịch một tiếng, đại trí tiên mẫu trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu với ngô soái la lên, xin minh chủ đại nhân chủ trì công đạo cho chúng ta. Đại trí tiên mẫu biết rõ, bà ta không có năng lực cứu viện. Nội tiên cổ ốc bác chuyển tru ma bản thôi, bà ta đã không cách nào đối phó huống chi bên trong tru ma bản còn có không biết bao nhiêu cổ tiên thiên đình bác chuyển. Ngô Soái ừng một tiếng, đại trí tiên hữu, người không cần phải như vậy, trước đứng lên đi. Ngoài mặt y tái xanh, nhưng trong lòng lại không cảm thấy kỳ quái. Hành động lần này của thiên đình đã sớm nằm trong dự liệu của y, 500 năm trước của phương nguyên, thiên đình đã từng có tấn công quy mô tương tự. Gương mặt ngô Soái tràn ngập vẻ nghiêm túc, nói chuyện chém đinh chặt sắt. đại trí tiên hữu là thành viên của chúng ta, bây giờ động thiên đại trí bị thiên đình tấn công tập kích chúng ta nhất định phải cứu viện không chỉ như vậy tổn thất mà thiên đình gây ra cho động thiên đại trí chúng ta cũng phải đòi lại gấp trăm ngàn lần tuyệt không từ bỏ ý định đa tạ minh chủ đại nhân đại trí tiên mẫu nghe xong trong lòng ổn định lại run rẩy đứng lên bà ta vốn đã già lúc này hình tượng lại càng đáng thương hơn vội thúc giục không biết khi nào chúng ta lên đường ngô soái im lặng một chút rồi đáp việc này lớn chúng ta cần phải cẩn thận trù tính không thể vì bối rối mà loạn trận cướp được động thiên đại trí thì phải cứu rồi nhưng địa bàn hạ gia ở đông hải cũng cần phải trấn thủ mặc dù lần này ta chiến hòa với khí hải lão tổ nhưng chính đạo đông hải tuyệt sẽ không bỏ qua tất nhiên sẽ phản công chúng ta chúng ta vất vả lắm mới đánh được cơ nghiệp này thành quả này nhất định phải bảo vệ cũng may mà chúng ta không sử dụng giao nhân trận đại chiến tiếp theo Vương Đình giao nhân sẽ làm nội ứng. Lúc này, Băng Tinh Tiên Vương vượt qua mọi người bước lên, khởi bẩm minh chủ, ta nguyện trấn thủ đại bản doanh hạ gia. Nếu chính đạo Đông Hải tấn công, thuộc hạ nhất định cút cung tận tụy, chết mới chịu dừng. Băng Tinh Tiên Vương nói rất hiên ngang lẫm liệt, thật ra trong lòng ông ta cũng không muốn đối kháng với Thiên Đình. Cổ Tiên Dị Nhân có trung tâm tư cũng không ít, lúc này không khỏi thở dài vì mình quá chậm, bị Băng Tinh Tiên Vương đoạt trước nhưng cổ tiên dị nhân thân cận với băng tinh tiên vương lại cao hứng trong lòng. Nếu băng tinh tiên vương trấn thủ nơi này, bọn họ khẳng định cũng sẽ lưu lại, dù sao chỉ dựa vào một mình băng tinh tiên vương, hoàn toàn thủ không được nơi này. Rất tốt. Ngô Soái gật đầu. Y nhìn băng tinh tiên vương, mắt lộ vẻ tán thưởng, băng tinh tiên hữu, thực lực của ngươi rất mạnh, tính tình ổn trọng, là đại tướng liên minh ta. Có ngươi trấn thủ ở đây, ta khá yên tâm đợi ta khôi phục thương thế xong ngươi hãy thay ta chủ trấn lãnh địa hạ gia đại trí tiên mẫu càng nghe càng sốt ruột các người thương lượng nhiều như vậy tại sao không nói khi nào lên đường chứ bà lại một lần nữa lên tiếng thúc giục minh chủ đại nhân các vị minh hữu ta không đợi được động thiên đại trí của ta đang nguy cơ sớm cứu người như cứu hỏa ngô soái thở dài lần này ta ác chiến với ký hải lão tổ thương thế không những nghiêm trọng mà còn ác liệt phiền phức vô cùng ta cần rất nhiều tiên tài mới có thể tu bổ nhục thể của ta mong các vị hiểu cho cơ thể long nhân của ta khác với long công là ta đã cải tiến sửa cũ thành mới lúc trước luyện chế cơ thể này ta đã tốn rất nhiều tiên tài cái giá bỏ ra rất lớn lần này chữa thương cũng phải như vậy đáng tiếc là trong tay ta thiếu không ít tiên tài còn phải đi mua từ bảo hoàng thiên liên quan đến phương pháp nhân nhân như long Đại trí tiên mẫu cũng có nghe thấy Cũng không hoài nghi Hỏi, xin hỏi minh chủ đại nhân Ngài chữa thương cần bao nhiêu tiên tài Ngô soái liền đưa ra một danh sách Cổ tiên dị nhân không khỏi hít một hơi khí lạnh Cái giá này không khỏi quá nặng đi Đại trí tiên mẫu liếu lưỡi Giật mình không thôi Không nghĩ đến cơ thể minh chủ lại quý giá đến như vậy Ngô soái mỉm cười Cũng không lên tiếng Chỉ dùng ánh mắt ra hiệu tộc trưởng cổ tộc một bên Tộc trưởng cổ tộc liền nói, việc này ta có thể làm chứng. Không ít đệ tử tộc ta biến thành long nhân, tiên tài sử dụng còn muốn nhiều hơn số này nhiều. Đây đương nhiên là nói xạo. Nhưng quan hệ giữa tộc trưởng cổ tộc và Ngô Soái rất gần, lại là bác chuyển Đông Hải, lời nói của ông ta vẫn rất có phân lượng. Đại trí tiên mẫu đương nhiên hoài nghi Ngô Soái thừa cơ mở giá hơi cao, nhưng bà ta không dám chất vấn Ngô Soái, đồng thời tình thế còn đang bắt buộc. Đại trí tiên mẫu do dự một chút, cắn răng nói, minh chủ đại nhân, ta nguyện ý bỏ vốn cung phụng tiên tài, trợ giúp ngài mau chóng hồi phục. Nhóm cổ tiên dị nhân vội vàng ra tay kiếm đủ tiên tài cho ngô soái Ngô soái nhận lấy tiên tài, chậm rãi lắc đầu, cho dù đã gom góp đủ, ít nhất cũng phải cần 3 ngày hai đêm mới được. Đại trí tiên mẫu nghe xong, thiếu chút nữa mắt tối sầm lại, té xỉu ngay tại chỗ. Trong lòng bà ta nóng như lửa đốt, vừa định lên tiếng đã thấy Ngô Soái khoát tay, đành phải ngậm miệng lại. Sau một khắc, Ngô Soái lại nói, thân là minh chủ, bất cứ đại bản doanh của ai bị đánh lén, ta đều sẽ ra tay hỗ trợ. Thiên Đình là kẻ địch chung của chúng ta. Nhưng bây giờ tình huống thật sự quá đặc biệt. Như vậy đi, Băng Tinh Tiên Vương, ngươi là phó minh chủ, ngươi hãy xuất lĩnh một đội nhân mã đi cứu viện Hắc Thiên trước, nhất định phải dốc hết sức bảo tồn nội tình động thiên đại trí. A à, Băng tinh tiên vương lập tức mở to mắt, làm ra vẻ khó xử. Không nghĩ đến việc này cuối cùng cũng rơi xuống đầu ông ta. Ông ta nhanh chóng suy nghĩ, phát hiện bản thân không cách nào thoái thác, đành phải cắn răng nói, thuộc hạ nguyện đi. Chỉ là thuộc hạ thế đơn lực cô, thực lực không đủ, chỉ sợ làm trễ nải việc cứu viện. Ta muốn mượn long cung của đại nhân dùng một lát. Có nó bên người, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ minh chủ giao cho. Nhưng ngô soái lại lắc đầu, Long cung không thể cho mượn ra ngoài được, ta còn cần nó để khôi phục thương thế của mình. Như vậy, băng Tinh Tiên Vương còn muốn lên tiếng. Nhưng mặt Ngô Soái đã sầm xuống, trầm giọng nói, "Chư vị, tình thế trước mắt khẩn cấp, không thể cứ đứng đó mà thương nghị mãi. Động Thiên đại trí chỉ là cái thứ nhất bị xâm lấn, chẳng lẽ đại bản doanh các người sẽ tiếp tục được bình yên vô sự sao? Các người nhất định phải lập tức tự cứu lấy mình. Nếu không có ta đảm đương chức minh chủ, các người đối mặt với tình cảnh như vậy, chẳng lẽ còn muốn tước vũ khí đầu hàng hay sao? Băng tinh tiên vương, ta ra lệnh ngươi nhanh đi cứu viện. Trong số nhân mã chúng ta, ngươi có thể tùy ý lựa chọn năm người cùng nhau tiến lên. Băng tinh tiên vương bỗng nhiên cảm nhận được một áp lực rất lớn đang áp bách xuống mình. Ông ta đành phải cúi đầu, đắng chắc lĩnh mệnh. Lúc này, ông ta cẩn thận lựa chọn năm vị cổ tiên đều có tu vi bác chuyển. Những người này đều là thế lực thân cận cũng không còn cách nào, đối kháng Thiên Đình cứu viện động thiên đại trí quá nguy hiểm, ông không muốn vì nội chiến mà để bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng trong lúc bọn họ sắp lên đường, đại trí tiên mẫu bỗng nhiên ngẩn ra, thất hồn lạc phách nói, muộn rồi, động thiên đại trí ta đã bị Thiên Đình tấn công rồi. Các cổ tiên không khỏi xôn xao. Đại trí tiên mẫu bịch một tiếng, lại quỳ trước Ngô Soái, than thở, còn xin minh chủ đại nhân báo thù cho ta tộc ta vẫn đang tận sức thu thập càng không tin bích, đã góp nhặt được năm thành, thêm một thành nữa là có thể mở ra truyền thừa tộc người mặt chúng ta. Đại trí tiên mẫu nói thẳng truyền thừa chủng tộc của mình ra, ngụ ý không cần nói cũng biết, đây là lợi dụng ngô soái một cách trần trụi. Liên quan đến truyền thừa chủng tộc, những cổ tiên còn lại nghe xong, cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Đúng lúc này, lại có cổ tiên kêu lên, hoảng loạn vô cùng, không ổn rồi, động thiên của ta cũng bị thiên đình tấn công nhanh 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 chúng ta trở về cứu viện ngô soái nhìn băng tinh tiên vương quân tình khẩn cấp các người còn không mau đi băng tinh tiên vương nghiến răng dẫn đầu mấy vị cổ tiên chạy về phía hắc thiên thái cổ đại trí tiên mẫu và một vị cổ tiên khác đều chạy về cứu viện băng tinh tiên vương cũng dẫn theo mấy người nữa rời đi trước cửa long cung chỉ còn lại một nửa cổ tiên sắc mặt những cổ tiên còn lại rất khó coi giống như chim sợ cành công không chừng người xui xẻo tiếp theo sẽ là một trong số bọn họ. Ngô Soái cũng không để ý bọn họ, ra lệnh bọn họ trấn thủ các nơi, sau đó đóng cửa Long cung khẩn cấp chữa thương. Đám dị nhân này quả không đủ mà mưu cũng không đủ, ha ha. Dạ Thiên Lan quân cũng ở bên trong, là người duy nhất còn bình tĩnh. Cổ Tiên động thiên bình thường cả đời không qua lại với nhau, còn đề phòng lẫn nhau, luôn ngại bản thân ẩn tàng không đủ sâu. Sự phòng bị này, trong lúc cấp thiết làm sao mà thay đổi được. Có chăng cũng chỉ là một đám ô hợp như cũ. Ta đầu nhập vào thiên đình quả nhiên là một quyết định chính xác. Dạ thiên lang quân trải qua chuyện này, lại càng thêm kiên định quyết tâm đầu nhập vào thiên đình. Sau khi chia tay chúng tiên, ông ta đem động tỉnh lần này báo cho thiên đình. Ngô soái tổ kiến liên minh lưỡng thiên đương nhiên có minh ước trói buộc. Nhưng đạo ngân tính đạo trên người dạ thiên lang quân đã sớm bị đám người chu hùng tính phá giải. Bởi vậy, dạ thiên lang quân thông đồng với địch không lo lắng bị minh ước phản vệ. Đại điện trung tâm thiên đình, tần đỉnh lăng rất nhanh nhận được tin tức. Nàng suy nghĩ, cũng không thông báo cho chính đạo Đông Hải mà thông báo cho phương chính. Lúc này, phương chính đã sắp tấn công song động thiên thứ hai. Số cổ tiên còn sót lại trong động thiên ẩn nút rất tốt, khiến phương chính nhất thời khó bắt được. Phương chính suy nghĩ một chút, sau đó mới nhờ phượng tiên thái tử lưu lại đây, tiến hành kết thúc còn y thì một mình khống chế tru ma bản ngang nhiên phát động xâm nhập động thiên thứ ba cùng lúc đó đông hải khí hải sắc mặt khí hải lão tổ trắng bệch ngồi ở vị trí chủ vị nhìn đám người hạ thụy chi đại diện thế lực chính đạo đông hải đã tập trung ở đây khí hải lão tổ nhìn hạ thụy chi hỏi lần đại chiến này lão vốn đã chiếm thượng phong không ngờ tên ngô soái kia lại sử dụng thủ đoạn nhân đạo thủ đoạn này thật sự quá lợi hại có thể phân hóa ra vô số bóng người bay tán loạn theo như lời ngô soái nói đây chính là bí cảnh thiên đạo nhân tạo mà hạ gia các người đã tích lũy thái thượng đại trưởng lão hạ gia hạ thụy chi nghe khí hải lão tổ ra hỏi cảm thấy kinh ngạc sau khi nghe ra một lúc ông cẩn thận đáp lại khởi bẩm lão tổ hạ gia ta đích thật là đang bí mật chế tạo bí cảnh nhân đạo có tên là nhân hải nhưng bí cảnh nhân đạo này lại không có uy năng công phạt Hạ gia chúng ta sở dĩ thiết kế bí cảnh đó là nhằm tạo con đường tắt phục sinh cho cổ tiên hạ gia trước chiến loạn. Hạ Thụy Chi nói rất mập mờ nhưng cũng không phải là nói dối. Hạ gia xây dựng nhân hải, công dụng chân chính của nó chính là phục sinh cổ tiên hạ gia. Trong trí nhớ 500 năm trước của Phương Nguyên, cổ tiên hạ gia chiến tử bên ngoài cũng không tính là chết hoàn toàn, có thể từ trong nhân hải phục sinh ra. Mặc dù tích lũy tiên cổ, tiên khiếu đều sẽ biến mất, nhưng cổ tiên có thể giữ lại tu vi và tiên kiếu của mình. Hạ gia Đông Hải vì thế mà triển lộ phong thái, thậm chí trong một khoảng thời gian còn tấn công quy mô Nam Cương. Cổ tiên Nam Cương đối địch Hạ gia, dần dần từ trên người Hạ gia học tập và lĩnh ngộ, lúc này mới có chuyện xài gia về sau mô phỏng bí cảnh nhân hải mà nghiên cứu ra bí cảnh nhân sơn. Khí hải lão tổ vuốt trâu, xem ra ngô soái xuất lĩnh cổ tiên lưỡng thiên chủ động xâm chiếm Hạ gia các ngươi, mục đích chủ yếu chính là bí cảnh nhân hải này y hiển nhiên có cách sử dụng khác thôi động ra sát chiêu nhân đạo khiến lão phu cũng khó mà ngăn cản cổ tiên hạ gia liền nhìn nhau hạ thụy chi cao mày nhẹ giọng nói chẳng lẽ hạ gia ta bị địch xâm chiếm tin tức bại lộ bí cảnh nhân hải bị cường địch chiếm lấy nhưng bí cảnh nhân hải còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh mà sắc mặt khí hải lão tổ trầm xuống nếu trong tay ngô soái không phải bí cảnh nhân hải hoàn chỉnh đây chẳng phải nói nếu y tu bổ hoàn chỉnh có được bí cảnh nhân hải triệt để từ đó uy năng sát chiêu nhân đạo của y sẽ lớn hơn nữa sao hạ thụy chi cười nói lão tổ đừng lo lắng bí pháp tạo dựng nhân đạo bắt nguồn từ một vị tiên tổ trong lịch sử tộc ta về sau trải qua nhiều đời không ngừng hoàn thiện ngô soái không biết ảo diệu bên trong mạo muội xây dựng sẽ chỉ càng làm cho nhân hải thưa thất thêm mà thôi khí hải lão tổ lắc đầu ngô soái người này là lão quái năm đó nhờ tay phương nguyên trùng sinh thành công bản thân rất cáo già mưu định trước rồi sau mới động mỗi lần ra tay đều là lôi đình gió táp nhất định sẽ có thu hoạch y đã biết hạ gia các người xây dựng bí cảnh nhân hải nói không chừng cũng biết được phương pháp xây dựng bí cảnh nhân hải nụ cười của hạ thụy chi trở nên miễn cưỡng khả năng này không lớn phương pháp trải bí cảnh nhân hải trong tộc của ta cũng chỉ có ba vị thái thượng gia lão biết mà thôi hiện tại người biết đều ở chỗ này chẳng lẽ giữa chúng ta có phản đồ sao khí hải lão tổ thở dài một tiếng cũng chưa chắc là phản đồ các ngươi đừng quên ngô soái chấp chưởng long cung có sát chiêu mộng đạo nói không chừng y đã xuống tay trong mộng với các ngươi rồi đấy cái này nụ cười trên mặt hạ thụy chi trở nên cứng ngắc nếu đổi lại là lưu phái khác hạ thụy chi ít nhất còn có thể phản bác nhưng thủ đoạn mộng đạo chính bản thân ông cũng không rõ ràng hạ thụy chi đại nhân các vị tiên hữu hạ gia. Lúc này, cổ tiên thang gia lên tiếng, bây giờ cũng không cần giấu giếm nữa. Nếu không ngại, các ngươi có thể công khai phương pháp xây dựng nhân hải, cũng để cho mọi người tham tường, tìm ra sơ hở trong thủ đoạn nhân đạo của Ngô Soái. Cổ tiên hạ gia không khỏi trừng mắt. Phương pháp xây dựng nhân hải là một trong những nội tình lớn nhất của hạ gia ở Đông Hải, sao có thể tùy tiện công bố ra ngoài. Cổ tiên thang gia nói như vậy, đơn giản chính là muốn mưu đồ bí cảnh nhân hải. Người của tạ gia cười nhạo một tiếng, thứ cho ta nói thẳng, chư vị hạ gia, các ngươi còn kiên trì cái gì nữa? Địa bàn của các ngươi đã mất, muốn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng thêm một bí cảnh nhân hải hoàn toàn mới sao? Các ngươi cũng biết, mấu chốt bây giờ là cuộc chiến giữa lão tổ à ngô soái Chỉ vì sát chiêu nhân đạo của y mà y đã thành công rút đi. Chỉ cần phá giải sát chiêu của y, Ngô Soái và liên quân lưỡng thiên có đáng là gì? Đến lúc đó, chẳng phải các ngươi sẽ đoạt lại gia viên của mình sao? Cổ tiên hạ gia không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thang gia và tạ gia là hai thế lực siêu cấp Đông Hải, ở gần hạ gia, tất nhiên có không ít ma sát và mâu thuẫn. Cho nên, cổ tiên thanh gia và tạ gia đều lần lượt lên tiếng. Nhưng, cho dù cổ tiên hai nhà này có ý bỏ đá xuống giếng, bọn họ nói cũng rất có lý. Điểm này, cổ tiên hạ gia không thể không thừa nhận. Hạ Thụy Chi im lặng một lát, cuối cùng quyết định, phương pháp xây dựng nhân hải là bí mật của hạ gia ta, tuyệt sẽ không tùy ý công bố. Ta chỉ dân phần tinh túy nhân đạo này cho lão tổ mà thôi. Khí hải lão tổ và ngô soái khai chiến với nhau, vì thế đã bị thương. Đồng thời hy vọng tiếp theo của hạ gia, trên cơ bản đều đặt hết lên người khí hải lão tổ. Bởi vì có trận doanh lưỡng thiên và ngô soái bên đông hải chỉ có khí hải lão tổ mới có thể chính diện áp chế nghiệt long chống lại long cung mà thôi hành động này của hạ thụy chi chính là lấy lòng khí hải lão tổ cũng là dự định cho tộc của mình nhưng khí hải lão tổ lại khẽ lắc đầu lão phu hỏi việc này chỉ là muốn xác nhận một hai pháp môn xây dựng nhân hải hạ gia các ngươi cứ giữ lấy lão phu không có thành tích về phương diện nhân đạo cho dù có phương pháp đó cũng khó mà phá giải được thủ đoạn của ngô soái Hạ Thụy Chi nhất thời gấp lên, vừa định lên tiếng, khí hải lão tổ lại khoát tay ngăn lại, hạ gia các ngươi cứ yên tâm đi. Ngô Soái là Long Nhân, liên quân lưỡng thiên cũng lấy cổ tiên dị nhân làm chủ. Đây là công địch ngũ vực. Nếu bọn họ xâm phạm bốn vực khác thì cũng thôi đi, nhưng bọn họ lại chọn ra tay với Đông Hải, lão phu thân là thành viên nhân tộc, việc chống lại dị tộc không thể đổ cho người khác. Lão tổ cao thượng, Tất cả cổ tiên có mặt đều lên tiếng ca tụng khí hải lão tổ lại nói chỉ là lúc này trên người lão phu có tổn thương cần bế quan tịnh dưỡng còn ngô soái thương thế của hắn cũng không nhẹ trong thời gian ngắn sẽ không ra tay đi các ngươi tạm thời có thể yên tâm khí hải lão tổ dừng một chút rồi nói tiếp đợi lão phu khỏi hắn đến lúc đó xin thế lực chư phương liên hợp xuất binh cùng chung thảo phạt liên quân lưỡng thiên cẩn tuân chỉ thị của lão tổ có lão tổ lãnh tụ đông hải ta không còn lo lắng nữa không có lão tổ ra tay chỉ sợ đông hải đã sớm sinh linh đồ tháng rồi có lão tổ trấn thủ đông hải thật sự là may mắn cho đông hải may mắn cho thương sinh cổ tiên đông hải ra sức vuốt môn ngựa khí hải lão tổ sắc mặt hạ thụy chi sầm xuống ông và cổ tiên hạ gia đã thành người không nhà để về trong thời gian ngắn địa bàn của hạ gia không cách nào đoạt lại trong khoảng thời gian tiếp theo nên làm cái gì bây giờ khí hải lão tổ mỉm cười trước khi đại quân chinh phạt, chư vị hạ gia tiên hữu không ngại cứ ở lại khí hải làm khách. Cổ tiên hạ gia không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ. Hạ Thụy Chi chấp tay bái tạ, thịnh tình của lão tổ, từ trên xuống dưới hạ gia xin khắc sâu trong lòng, tương lai tất cả cảm tạ. Ánh mắt cổ tiên gia tộc khác nhìn cổ tiên hạ gia lập tức có thay đổi. Ngoại trừ kinh bỉ, đồng tình còn có ghen ghét, hâm mộ. Có lẽ hạ gia cũng được xem là nhân họa đắc phúc có thể ở chung với khí hải lão tổ như vậy thời gian càng dài dần dần tạo thành tình cảm tương lai cũng có thể ôm vào đùi khí hải lão tổ nếu để cho bọn họ biết chân tướng không biết bọn họ sẽ còn có biểu hiện gì thương lượng hoàn tất khí hải lão tổ bế quan tỉnh dưỡng cổ tiên đông hải còn lại cũng trở về đại bản doanh của mình chuẩn bị chinh phạt trong tương lai nữ tiên giao nhân liên khả tâm đổ mồ hôi lạnh vương đình giao nhân đã đầu nhập vào liên minh lưỡng thiên nhưng ngô soái không để bọn họ bại lộ thân phận mà bảo bọn họ làm nội ứng thông báo tin tức lúc này một cơn gió mát thổi vào liên khả tâm dần dần thả lỏng cảm xúc lông mày cao lại thầm nghĩ trong lòng xem ra trong thời gian ngắn đông hải sẽ yên tĩnh không có chiến sự diễn ra nhưng đây chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước khi cơn bão diễn ra đại chiến tương lai không biết vương đình giao nhân ta nên đi theo con đường nào liên khả tâm là một trong ba nữ tiên cầm quyền vương đình giao nhân quyền cao chức trọng nhưng lúc này bà lại cảm giác bất lực và bàng hoàng bức tường ngăn giới ngũ vực tiêu tán ai cũng biết ngũ vực tất có loạn cục và rung chuyển lần rung chuyển này chỉ vừa mới bắt đầu liên khả tâm đã cảm thấy mình đang nằm bên trong một con sóng lớn tiền đồ mù mịt không có sinh lộ và ánh sáng chỉ cần không cẩn thận không chỉ bà ngay cả toàn bộ vương đình giao nhân đều thịt nát xương tan nhận được báo cáo thẩm tòng thanh biết được quyết định của khí hải lão tổ xem ra đông hải trước mắt lấy khí hải lão tổ làm lãnh tụ rồi thẩm tòng thanh thở dài nếu thẩm thương tiên tổ trở về thì lại khác để một ẩn tu lãnh tụ toàn bộ chính đạo thẩm tòng thanh lắc đầu ông ta đương nhiên có giả tâm hy vọng thẩm gia trở thành bá chủ đông hải đệ nhất thế lực siêu cấp khác với các gia tộc chính đạo khác thẩm gia có thẩm thương nhân vật có thể so đấu với khí hải lão tổ. Nhưng thẩm thương vẫn không rõ tung tích. Thẩm gia đã sớm toàn lực tìm kiếm nhưng cũng không có chút thành quả nào. Thẩm Tòng Thanh đối với chuyện này vẫn nhức đầu không thôi, tiên tổ, rốt cuộc ngài đang ở đâu vậy? Cùng lúc đó, đế thần cung, thế giới họa đạo. Hồng Dịch và Diệp Phàm sóng vai nhau hành tẩu trên con đường phồn hoa náo nhiệt. Tại một góc trong hẻm, một người đám thanh niên đang súng lại, quyền đấm cước đá người chính giữa. Dừng tay. Hồng dịch nhịn không được, lập tức ngăn cản. Sau khi Diệp Phàm nhìn thấy rõ tình huống, tức giận không thôi, tại sao các ngươi nhiều người như vậy lại khi dễ một người ăn mày như thế? Đám thanh niên kia quay lại, tiểu tử thúi, đừng xen vào chuyện người khác. Tên điên này muốn chết, lại dám làm con ngựa quý nhân ta kinh sợ, thiếu chút nữa khiến quý nhân nhà ta ngã xuống đất. Không đánh chết nó là không được. Hồng dịch thở dài, các ngươi quá đáng lắm rồi. Bịch bịch bịch. Hồng dịch và Diệp Phàm cùng ra tay trượng nghĩa, đánh cho đám thanh niên kia phải bỏ chạy. Tên ăn mày co quắp trên mặt đất, toàn thân tím xanh đang xen, đồng thời còn run rẩy, nói mê sản không rõ. Đúng là một người điên thật. Hồng dịch thở dài. Hay, cho dù là điên, ông ấy cũng là người mà. Ông ấy va chạm con ngựa cũng không phải ý của ông ấy, không phải sao? Diệp Phàm cảm thán một tiếng, nào, chúng ta sắp xếp cho ông ấy một chút, cũng không thể để ông ấy tiếp tục ở lại nơi này. Hai người bố trí cho tên ăn mày ẩn núp trong con ngõ nhỏ, còn cho ông ta một ít bánh bao. Làm xong, lúc này bọn họ mới rời đi. Bọn họ không biết là, sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, người điên này bỗng nhiên khôi phục lý trí. Ta đang ở đâu vậy? Đáng tiếc, lửa đen quấy phá khiến cho ta nổi điên lần nữa tên ăn mày điên này đương nhiên là thẩm thương mà thẩm gia đang vất vả tìm kiếm dòng người nhốn nháo trên đường phố cửa hàng hai bên đều treo chiêu bài sáng tươi còn có lá cờ vải ồ nơi này chính là thế giới bích họa đúng là không tầm thường mọi chuyện đều giống như thật Công dao chỉ cảm thấy cơ thể hơi chấn động tầm mắt chợt thay đổi khi chân chính tiến vào nơi này nàng ta không khỏi hô to gọi nhỏ Người chung quanh đều quan ánh mắt kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này. Nhưng Tôn Dao lại không phát hiện ra. Nàng mở to hai mắt, ánh mắt tỏa sáng, không ngừng liếc nhìn chung quanh, gương mặt tràn ngập hưng phấn và tò mò. Tôn Dao là cổ sư linh duyên trai, là đối tượng được linh duyên trai trọng điểm bồi dưỡng, là hạt giống cổ tiên. Vốn danh ngạch của linh duyên trai thuộc về Phượng Kim Hoàng. Đáng tiếc bởi vì Phượng Cửu Ca công khai làm phản, dẫn đến tầng đỉnh lăng do dự. Linh Duyên Trai lập tức thay đổi đối tượng tiến cử, vì thế tôn giao đã thay thế Phượng Kim Hoàng. Nhưng môn phái bồi dưỡng lại không giống như tôn giao đã suy đoán. Linh Duyên Trai chỉ nói cho tôn giao biết lai lịch của bích họa, sau đó đưa nàng vào nơi này. Tôn giao nhất thời lưu luyến quên cả lối về. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Linh Duyên Trai. Xưa nay sinh hoạt chung đều là các sư ca sư tỷ, tất cả đều tu hành, đều là môn quy giới luật, rất ít tiếp xúc với thế tục. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đối với nàng mà nói đều thú vị và mới lạ. Nàng dùng nguyên thạch mua rất nhiều hồ lô đường, vừa đi vừa ăn vừa nhìn nắm. Nàng nhìn thấy nghệ nhân cắt giấy trong con hẻm nhỏ. Từng mảnh giấy hồng dưới cái kéo nhanh chóng trở nên sinh động, giống như hồ điệp và đóa hoa. Nàng tiến vào rạp hát thưởng thức khí khúc. Diễn viên vẽ mặt, ăn mặc lộng lẫy, giọng hát cao vút. Nàng dừng lại nơi đầu phố, nhìn thấy hai người đàn ông đang biểu diễn tạp kỹ đập đá trên ngực. Bỗng nhiên, vai của nàng bị người ta vỗ nhẹ một cái. Tôn Giao xoay người lại, nhìn thấy một thiếu niên mặc chữ quốc, diện mạo trung chính. Không đợi Tôn Giao lên tiếng, vị thiếu niên có khí chất trung chính này đã cười nói, ngươi là người của mười đại cổ phái sao. Tôn Giao lập tức trợn tròn mắt, ngạc nhiên kêu lên, sư huynh, huynh cũng ở đây sao. Vị thiếu niên liền gật đầu, ôn hòa giới thiệu, tại hạ phong vân phủ trần đại giang thì ra là trần sư huynh tôn giao chấn động trong lòng vội vàng hoàng lễ trần đại giang là đệ tử thủ tịch của phong vân phủ tôn giao đã sớm nghe thấy tên giống như sấm bên tai Tôn Giao có cảm giác giống như nhìn thấy người nổi tiếng. Khi Trần Đại Giang bộc lộ tài năng, nàng chỉ là một người bình thường, là tùy tùng của Phượng Kim Hoàng mà thôi. Giống như Tôn Giao, Trần Đại Giang là người phong vân phủ giới thiệu, được đưa đến thế giới bích họa hai người gặp nhau tại một nơi xa lạ mặc dù chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng lại có cảm giác thân thiết trần sư huynh không biết môn phái đưa chúng ta đến đây rèn luyện rốt cuộc là có sắp xếp gì tôn giao tò mò hỏi trần đại giang lắc đầu đối với điều này ta cũng không biết gì cả ta vốn tưởng rằng sau khi tiến vào nơi này sẽ có được sự chỉ dẫn kế tiếp không nghĩ đến dường như môn phái không có sắp xếp gì cả hai người nói chuyện với nhau cũng không có kết quả quyết định kết bạn mà đi cho ta chút thức ăn đi ta van xin các người hai mẹ con ta đã ba ngày không có gì ăn rồi cho ta ít tiền bố thí cho ta chút đồ ăn đi lão phụ thân của ta vừa mới chết tiểu nữ tự bán mình tán cha thỉnh cầu quý nhân thành toàn hai người chẳng có mục đích mà đi hai người đi đến một con đường đều là người chết đói rất nhiều người gầy rộc mặt vàng dựa vào góc tường. Rất nhiều người ăn xin, hai tay không hoặc bưng lấy một cái chén bể xin tiền. Người đi trên đường phố người nào cũng vội vàng, giống như tránh không kịp, không một ai dừng lại bố thí cứu tế người cả. Tại sao lại như vậy? Chỉ cách hai con đường mà thôi. Tôn Giao nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình. Trần Đại Giang trầm giọng phân tích, đây là thế giới bích họa thành đế thần mỗi cảnh tượng phát sinh trong lịch sử thành đế quân đều sẽ dung hợp thành một vài bức họa. Xem ra, đây chính là năm nạn đó diễn ra trong lịch sử của thành đế quân. Tôn giao không khỏi dâng lên sự đồng tình, Trần Sư Huynh, mặc dù bọn họ chỉ là người trong bức họa, không phải thật, nhưng bọn họ quá đáng thương, ta vẫn muốn trợ giúp bọn họ một chút. Trần Đại Giang nghe xong, không khỏi lau mắt mà nhìn tôn giao. Y vui vẻ cười nói, không sợ sư muội cười, ta cũng có ý định này chi bằng chúng ta cùng nhau hành động tốt lắm tôn giao nhảy cẩn đồng ý ngay hai người vừa xuất tiền vừa xuất lực không chỉ bố thí nguyên thạch mà còn mua cháo loãng bánh bao đưa đến cho những người ăn mày người tốt đa tạ ân công ân cứu mạng của hai vị chúng ta suốt đời khó quên hai vị ân công xin cho tiểu nhân đi theo hai vị để báo đáp ân tình một đám người nghèo khổ đều cảm kích và ca tụng Đúng lúc này, một âm thanh kinh bạc vang lên, các ngươi đang làm gì thế? Tôn Giao và Trần Đại Giang nhìn thấy một cổ sư mặc áo bào trắng, thắt lưng bằng đai ngọc, dáng người thẳng tắp như kiếm, hai hàng lông mày lộ ra ngạo khí, bước đến chỗ hai người bọn họ. Thì ra là tiêu thất tinh tiêu huynh của Linh Điệp Cốc. Trần Đại Giang ôm quyền nói. Tôn Giao A một tiếng. Tiêu thất tinh cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hoảng hốt nói, Linh Duyên trai Tôn Giao bái kiến tiêu sư huynh tiêu thất tinh dò xét tôn giao ngươi chính là nhân tuyển của linh duyên trai xem ra phượng kim hoàng đã bị tuyết tàn điều này cũng khó trách cha nàng ta công nhiên phản bội thiên đình phượng kim hoàng có kết quả như vậy cũng là chuyện bình thường nghe xong tôn giao cao mày phượng sư tỷ không để ý mấy chuyện này đâu ha ha nàng ta đích thật tâm cao khí ngạo đáng tiếc đáng tiếc long phượng hoàng rơi xuống thì cũng chẳng bằng lông gà tiêu thất tinh nở nụ cười trào phúng các ngươi lại đi cứu tế đám nạn dân này sao bọn họ cũng chẳng phải người thật các ngươi làm như vậy để làm gì không sao cũng là giúp bọn họ một chút thôi mà trần đại giang cười nói ha ha đồng cảm sao tiêu thất tinh lắc đầu chẳng thèm ngó tới nói như vậy các ngươi không biết tầm quan trọng của lần gặp gỡ này cho nên mới lãng phí thời gian ở đây ồ hai mắt trần đại giang sáng lên tiêu huynh biết được cái gì sao tiêu thất tinh nhìn trần đại giang nói cho ngươi biết cũng không sao thế giới bích họa sinh động như thật này là do sát chiêu an cư lạc nghiệp của nguyên liên tiên tôn bố trí chúng ta đều được môn phái tiến cử được thiên đình bồi dưỡng đưa vào nơi này để đào tạo tin rằng các ngươi cũng đã nhìn thấy nơi này cũng có cổ sư tu hành nhưng lấy nhân đạo làm chủ ý của môn phái là để chúng ta tu hành nhân đạo tranh thủ tương lai tấn thăng thành cổ tiên lấy nhân đạo làm chủ tu. Mặc dù thế giới này hư hư thật thật, nhưng tu hành nhân đạo lại là thật bất hư. Chúng ta có được cổ trùng nhân đạo ở đây đều có thể mang ra ngoài dùng. Thì ra là như vậy. Tôn Giao mở to mắt, nhưng rồi lại hỏi, nhưng vì sao môn phái lại không nói cho chúng ta biết? Trần Đại Giang thì lại hỏi, tiêu huynh từ đâu mà biết được nội tình này? Tiêu thất tinh mỉm cười, cử ngực ngạo nghễ nói, lãnh điệp cốc cũng không nói cho ta biết nội tình này, là ta nghe được từ lão thái gia của mình mà biết được. Trần Đại Giang ồ một tiếng, thấy tôn giao vẫn còn nghi hoặc, liền giải thích tiêu huynh thân phận cao quý, học bác quyên thâm. Thái gia của huynh ấy chính là cổ tiên đại nhân Tiêu Bạch Hồng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.